người Trung Quốc sướng rên khi Việt Nam xuất 100 tấn sầu riêng đầu tiên sang Trung Quốc bằng đường chính ngạch. Tri thức Việt xin chào các bạn khán giả yêu quý. Các bạn thân mến, Trung Quốc, thị trường tỷ dân với nhu cầu tiêu thụ thực phẩm khổng lồ, trong đó có một số loại trái cây đến từ Đông Nam Á, đặc biệt được ưa chuộng. Việt Nam ta cũng là một trong những nước ưa thích trong danh sách nhập khẩu loại quả này. Người dân Trung Quốc thích thì thích thật đấy. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc từ lâu đã đặt ra những tiêu chuẩn và yêu cầu rất khắt khe, khiến cho những loại nông sản, hoa quả nước ta khó vào được thị trường này. Đây cũng là rào cản khiến cho nhiều người Trung Quốc dù rất muốn thưởng thức nhưng đành bó tay vì tìm kiếm quá khó khăn và vất vả. Tuy nhiên vượt qua được tất cả, cuối cùng thì tin vui cũng đã đến với bà con chúng ta. Sau bao nhiêu những nỗ lực đàm phán thì sầu riêng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Thông tin tuyệt vời này chắc hẳn sẽ khiến những người Trung Quốc nghiện sầu riêng Việt nhảy cẫng lên cho mà xem. Câu chuyện về hành trình đưa sầu riêng Việt chính thức sang Trung Quốc ra sao thì mời các bạn hãy cùng vào chi tiết nội dung video với mình nhé! Các bạn thân mến, sầu riêng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chủ yếu được trồng ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Vua trái cây có vỏ ngoài cứng, bao phủ bởi gai, có hình dạng và kích thước khác nhau, tùy thuộc từng loại. Khi chín, phần thịt giống như sữa trứng, ngọt và mịn như kem. Thái Lan và Malaysia là những nhà sản xuất và xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới, với sản lượng hàng năm lần lượt đạt 600.000 và 300.000 tấn. Trong khi đó, về mặt tiếp nhận, Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore là nơi nhập khẩu chủ yếu. Còn ở Việt Nam, như đã đưa tin, chiều ngày 17 tháng 9, tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam theo đường chính ngạch. Tổng cộng có 6 container sầu riêng với trọng lượng đạt hơn 100 tấn. Có mặt tham dự buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, ngày 17 tháng 9, lô hàng sầu riêng tươi đầu tiên đã sẵn sàng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Theo Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật, ký ngày 11 tháng 7 năm 2022 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực đàm phán suốt thời gian dài của các cơ quan chức năng hai nước, cùng với sự đồng hành của cộng đồng những người sản xuất và xuất khẩu sầu riêng Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào của người trồng sầu riêng Đắk Lắk, mà còn là niềm vui chung của người dân vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới. Việc xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang nước này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với một thị trường rộng lớn, mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân và doanh nghiệp. Để được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời còn phải đóng gói hợp quy cách, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác. Chúng tôi đã mất 3 năm để chuẩn bị cho đợt xuất hàng lần này. Đầu tiên là vùng nguyên liệu, rồi vùng nguyên liệu này phải được cấp mã số vùng trồng theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi phải chuẩn bị mã số xưởng, nhà máy đóng gói theo những quy định nghiêm ngặt từ phía đối tác. Ông Nguyễn Vũ Thắng, Giám đốc vận hành công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vạn Xuân Phát, một trong 5 doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng trong đợt này chia sẻ tại sự kiện. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, không riêng gì trái sầu riêng, bất kỳ một loại nông sản nào muốn đi xa, tạo thị trường bền vững, thì mọi cá nhân trong chuỗi giá trị nông sản phải cùng nhau hợp tác để đi lên. Nông dân, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp chặt chẽ để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư để xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam trở nên nổi bật trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, phải có ý thức xây dựng và giữ gìn hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Thực tế, để xuất khẩu được quả sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống kiểm dịch thực vật ở các nơi khi có hàng hóa đến cần kiểm tra xuất xứ của hàng hóa liên quan đến mã số, yêu cầu kỹ thuật về bao bì, nhãn mác. Đồng thời, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tổ chức tập huấn ngay các yêu cầu nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc cho các bên liên quan để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đưa sản phẩm sầu riêng tươi sang Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nhấn mạnh, vì Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi lớn và nhiều tiềm năng đối với Việt Nam, vì vậy quá trình đàm phán để mở cửa thị trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Cục Bảo vệ Thực vật khởi động từ năm 2018 đến nay. Theo Cục Trồng trọt, thống kê đến cuối năm 2021,
sản lượng sầu riêng của Việt Nam ước đạt 642.600 tấn, tăng 15% so với năm 2020. Sầu riêng được xuất khẩu đến nhiều quốc gia, nhưng chủ yếu dưới dạng muối đã tách vỏ hoặc được cấp đông. Gần nhất, Trung Quốc cũng đồng ý nhập khẩu thí điểm quả chanh leo Việt Nam bắt đầu từ tháng 7 năm 2022. Như vậy, sầu riêng là loại quả thứ 11 của Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc, cùng với thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt và chanh leo. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã rất vui mừng và mong chờ xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Theo bà Trần Thị Hường, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại Dịch vụ Tấn Khang, Đắk Lắk, hiện có 400 thành viên với diện tích hơn 500 hectare sầu riêng, cho biết. Những thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản thực tế tiêu thụ không lớn lượng sầu riêng của Việt Nam vì yêu cầu chất lượng rất cao. Vì vậy, Trung Quốc vẫn là thị trường có dư địa lớn về đầu ra cho hợp tác xã. Bà Đặng Thị Thúy Nga, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Định, Đồng Nai cho hay, trước đây xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc phải đi đường tiểu ngạch nên người bán Việt Nam sẽ nhận phần thiệt nhiều hơn. Tới đây xuất khẩu chính ngạch, giá cả sầu riêng không còn bấp bênh, vì vậy sẽ thu hút doanh nghiệp liên kết với người dân, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng nhằm nâng cao chất lượng trái sầu riêng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2021, sản lượng nhập khẩu sầu riêng tươi của Trung Quốc tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2020, lên 821.600 tấn. Giá trị nhập khẩu tăng 82,4% lên 4,2 tỷ đô la Mỹ. Cả sản lượng và kim ngạch đều đứng đầu trong danh mục trái cây nhập khẩu. Nhập khẩu sầu riêng năm 2021 đã tăng gấp 4 lần so với năm 2017 và xu hướng này tăng tốc hơn nữa trong năm nay. Hương vị như kem và giá trị dinh dưỡng cao của sầu riêng dường như hấp dẫn thị hiếu của người Trung Quốc. Mặc dù với giá hơn 7 đô la Mỹ mỗi phần cơm sầu riêng vẫn được xếp chồng lên nhau nổi bật trong các siêu thị của Trung Quốc. Hàng loạt món ăn độc đáo từ loại trái cây này được tạo ra, từ bánh sầu riêng, bánh crepe sữa sầu riêng, pizza sầu riêng cho đến lẩu sầu riêng. Tất cả đều nhận được hàng loạt bình luận nhiệt tình từ người yêu thích trên mạng xã hội. Hiện sầu riêng Việt Nam có khá nhiều lợi thế khi giá cả cạnh tranh, chất lượng ngày càng tăng. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần thử canh tác sầu riêng cao cấp ở các tỉnh như Vân Nam, Quảng Tây, Hải Nam nhưng chưa thành công. Để tận dụng lợi thế và đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, doanh nghiệp Việt phải tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của nước này và các yêu cầu trong nghị định thư. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi nhiều nhất của Việt Nam nhưng chủ yếu là xuất tiểu ngạch. Do đó, người trồng luôn phải chịu cảnh được mua mất giá. Có thời điểm, giá sầu riêng xuống 20.000 đồng một kg nhưng không có thương lái thu mua. Sau thông tin Việt Nam được xuất chính ngạch sang Trung Quốc, giá sầu riêng tại vườn đang tăng mạnh lên 60-70.000 đồng một kg. Thật là một thông tin đáng mừng cho bà con nông dân trồng sầu riêng phải không các bạn? Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt!